Chào mừng các bạn đến với những tin tức mới nhất về siêu sao Cristiano Ronaldo được thực hiện bởi kênh Mr. Zero. Đây là nơi cập nhật những diễn biến mới nhất ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ liên quan đến CR7. Chúc các bạn có một buổi sáng tốt lành và một ngày học tập, làm việc hiệu quả. Rồi thì hãy bắt đầu thôi nào. 1. Ronaldo sắp kiểm tra y tế ở Arnas, xác định ngày ra mắt đại gia Ả Rập Xê Út. Theo thông tin của tờ Goal, Anas đã lên lịch cho Cristiano Ronaldo kiểm tra y tế ở đội bóng giàu có của Ả Rập Xê Út cũng như đặt chỗ ở cho tiền đạo này và các thành viên gia đình anh, bao gồm bạn gái Georgina Rodriguez và các con. Nếu siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha đáp ứng tiêu chuẩn về sức khỏe, anh có thể ký hợp đồng cực khủng cho phép mình nhận thù lao vô cùng hậu hĩnh tại đại gia Tây Á. Cụ thể, Anas sẵn sàng dành cho Ronaldo mức lương 62 triệu bảng một năm, cộng thêm bản quyền hình ảnh và những giao dịch thương mại khác có thể giúp CR7 kiếm được đến 173 triệu bảng một năm. Theo báo Tây Ban Nha Marca, hợp đồng của Ronaldo với Anas có thời hạn 7 năm tới 2030. Cụ thể, tiền đạo từng giành 5 quả bóng vàng sẽ có 2 năm rưỡi khoác áo Anas với tư cách là một cầu thủ. Sau đó, Ronaldo sẽ làm đại sứ bóng đá của Ả Rập Xê Út cùng với Ai Cập và Hy Lạp để hiện thực hóa tham vọng đồng đăng cai World Cup 2030. Theo đài truyền hình CBS Sports, câu lạc bộ Arnas đang kỳ vọng có thể công bố thương vụ cho mộ Ronaldo ngay đầu kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2023 sắp tới. Chuyển sang Ả Rập thi đấu có thể xem là một bước lùi ở giai đoạn cuối trong sự nghiệp, nhưng cũng là lựa chọn hợp lý nhất của Ronaldo vào lúc này. Thực tế thì ở nửa đầu mùa giải 2022, thành tích của Ronaldo không hề ấn tượng, và thành tích đó được xem là bằng chứng sát sườn nhất cho việc tuổi tác đã thực sự đuổi kịp cầu thủ từng giành 5 quả bóng vàng. Cụ thể, trong màu áo Manchester United tại đấu trường Premier League, Ronaldo ra sân 10 trận nhưng chủ yếu từ băng ghế dự bị và ghi được vỏn vẹn một bàn ở mùa giải này. Anh được đá chính nhiều hơn ở đấu trường Europa League. Trong 6 trận đã ra sân, Ronaldo ghi 2 và kiến tạo 2 bàn. Thế nhưng khi trở về khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha ở giải đấu lẽ ra anh phải đặt mục tiêu vô địch thế giới, Ronaldo chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn sau 5 trận ra sân trên đất Qatar. 2. Nhà mới ở Ả Rập của Ronaldo trị giá đến 354 tỷ đồng. Theo tờ báo Marca tiết lộ, trong bối cảnh sắp chuyển sang Ả Rập chơi bóng, Ronaldo cũng đang cử người tìm mua một chốn ở hạng sang cho cả gia đình mình. Mới đây, danh tính của chốn ở đó cũng đã được tiết lộ, đó là dinh thự mang tên Ria House nằm trong lòng thủ đô Riyadh với 7 phòng ngủ, 20 phòng tắm và nhiều trang thiết bị hiện đại khác. Dinh thự này trị giá đến 15 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng 354 tỷ Việt Nam đồng và nó nằm trong khu vực biệt lập được xây dựng để phục vụ du khách phương Tây, thậm chí có cảnh sát canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng trước khi chuyển đến ở tại dinh thự này, thì tờ Daily Mail cho biết Ronaldo đang ở Dubai để tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới cùng gia đình. Hôm 26 tháng 12 vừa qua, hôn thê của CR7 là Georgina Rodriguez vừa tặng anh một chiếc Rolls-Royce sang trẻ nhân dịp Giáng sinh. 3. Ronaldo được quyền chọn huấn luyện viên của Arnas. Trong bài phát biểu mới đây, huấn luyện viên trưởng của Arnas, Rudy Garcia, người từng có quãng thời gian dẫn dắt nhiều đội bóng tên tuổi của châu Âu như Lille, Roma, Marseille, Lyon, tỏ ra đầy hào hứng trước động thái đội bóng sắp chiêu mộ thành công siêu sao người Bồ Đào Nha. Ông Garcia cho biết, tôi nghĩ bất kỳ huấn luyện viên nào cũng sẽ vui khi được làm việc với một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới như Cristiano. Hồi tháng 11 năm 2021, tôi đã tiến rất gần đến việc dẫn dắt Man United nhưng Zafranik là người được chọn. Nói về những khó khăn hay áp lực khi sở hữu một ngôi sao lớn như Ronaldo cho đội hình, huấn luyện viên Rudy Garcia bày tỏ: "Không có gì đặc biệt, tôi luôn nghĩ rằng những cầu thủ giỏi như vậy đều rất thông minh và dễ làm việc chung. Tôi đã được kiểm chứng điều đó với trường hợp Francisco Totti ở Roma. Dẫu vậy, có vẻ như sau Mbappé của PSG, thế giới bóng đá có thể chứng kiến thêm một cầu thủ kiêm luôn chức danh phó chủ tịch nữa là Ronaldo." Bởi theo thông tin từ truyền thông Anh, Ronaldo thậm chí còn có tiếng nói đáng kể trong việc bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng của Al-Nassr nếu anh muốn. Nghĩa là nếu nói vừa thì, anh hoàn toàn có thể yêu cầu ban lãnh đạo vung tiền đưa về một huấn luyện viên đang ở không như Zinedine Zidane hay một huấn luyện viên sắp hết hạn hợp đồng như ông Park Hang-seo chẳng hạn. (4) Ronaldo bị quê nhà Bồ Đào Nha chỉ trích. Theo thông tin mới nhất từ tờ A Bola, Ronaldo đang phải hứng chịu muôn vàn chỉ trích từ người hâm mộ quê nhà. Bởi lẽ, chính phủ và giới quan chức bóng đá Bồ Đào Nha đang nỗ lực để cạnh tranh với các đối thủ giành lấy quyền đăng cai Ngày hội bóng đá năm 2030. Việc Ronaldo trở thành đại sứ của Ả Rập Xê Út giúp quốc gia này cạnh tranh với chính Bồ Đào Nha chẳng khác nào một sự phản bội. Còn nhớ vào tháng 12 năm 2019, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cùng phát đi thông điệp về việc thành lập liên minh hướng về mục tiêu trở thành hai nước đồng chủ nhà vòng chung kết World Cup 2030. Tờ A Bola khẳng định liên minh Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là gói thầu thứ tư được xác nhận để đăng cai World Cup 2030 sau liên minh Romania, Hy Lạp, Bulgaria và Serbia. Tại Nam Mỹ, 4 quốc gia Argentina, Uruguay, Paraguay và Chile cũng đang chạy đua cho sự kiện, chỉ có Morocco muốn đăng cai một mình. Các bạn vừa theo dõi bảng tin cập nhật về siêu sao Cristiano Ronaldo ngày 28 tháng 12. Nếu thấy thông tin hữu ích, xin đừng ngần ngại gửi tặng Mr. Zero một like và một subscribe các bạn nhé. Và cũng đừng quên theo dõi kênh để đón xem bản tin cập nhật tiếp theo về Ronaldo, luôn sớm nhất, đầy đủ và chuyên sâu nhất.